Hôm trước em lại hành nó quả nữa chị ạ. Giữa đêm em thèm ăn phở, sai nó đi mua. Thế mà nó lại đi mua thật mới ngoan chứ. Làm em cứ mừng hụt. Định là nó không mua được em sẽ đòi chia tay, cho nó quỷ xin lỗi đến sáng luôn cơ. Vừa phải thôi em ạ. Biết người ta đang ở thế khó, làm như thế là ác đấy. Kệ nó chứ, ai bảo nó ác với em trước. Em á, hành nó thế đã là gì. Mà giờ em cũng làm gì còn tình cảm với nó nữa. Ngày xưa em khóc lóc quỵ lị, chạy theo cầu xin nó mãi, chị cũng thấy rồi đây. Giờ em phải trả thù. Thì đúng là lão đông không ra gì, nhưng mà em làm như thế thì chẳng khác gì loại tồi ấy, lão rồi. Chị biết gì về chuyện của em mà bảo em là loại này loại nọ. Chị cứ làm như chị cao thượng lắm ấy. Thì đúng là tao không cao thượng gì cả, nhưng mà tao ghét nhất cái thể loại lấy cảm xúc người khác ra để đùa giỡn ấy. Vừa ngu lại vừa ác. Chị không thích thì đi về đi. Chơi dao ấy thì đừng hỏi vì sao lại đứt tay. Làm gì mà đến muộn thế? Người ta đợi lâu hay là lâu ấy. Xin lỗi em đi. Xin lỗi thì không, nhưng chắc chắn anh sẽ phải cảm ơn em đấy. Cả đêm hôm qua anh cứ suy nghĩ trằn trọc, mãi mà chả ngủ được. Vì có cảm giác có lỗi với em, nhưng bây giờ thì dễ rồi. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Người ta không thích đâu. Hôm qua anh cứ nói chuyện với ông. Ông anh bảo quay lại với người yêu cũ là ngu. Cấm anh không được cưới em. Thế nên bây giờ anh mới chạy qua đây để thông báo cho em biết. Không em lại loan tin với cả làng là sắp lấy anh. Lúc đấy lại mang tiếng chết. Cứ coi như mấy hôm vừa rồi chúng mình xé nháp với nhau. Ông anh đã quyết như vậy rồi, anh cũng không cãi được. Sau này có cưới ai ấy, thì nhớ mời. Anh gửi phong bì cho. Anh Đông. Thế nó lại vừa đá em lần hai hả chị? Đúng. Khổ chưa? Tưởng mình là gà, hóa ra cũng chỉ là thóc thôi em ơi.